Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn tô màu bức tranh một chú gấu. Ở phần trước thì mình đang tô đến phần thân trong của chú gấu, thì mình sẽ tiếp tục tô màu vàng nhạt vào thân trong của chú gấu. Phần lông phía bên ngoài của chú gấu thì mình sẽ tô màu vàng đậm. Các bạn ơi, vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh chú gấu rồi. Nếu bạn nào có thể tô đẹp hơn thì hãy bình luận phía bên dưới cho mình biết nhé.
Còn video của mình đến đây cũng là kết thúc. Nếu các bạn thấy thích video của mình thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để xem được những video mới nhất của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.